Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ký ức đau thương của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Với cái mát trai đi nam về, nghe nó ách lắm. Nhà Khải lại cũng có tí kinh tế nên anh ta vênh mặt lên. Ngay đâu làm ăn trong nam cũng được nên về nhà tậu hẳn một con mô kích sim son oai lắm chiều nào cũng phóng vè về như ai đám thanh niên làng xốn con mắt lắm nhưng chẳng ai đua với anh ta được và chuyện gì đến đã đến thơm nhanh chóng ngã vào vòng tay khải ông hào thấy con gái quen được mối bở thì mừng lắm hai gia đình ngay lập tức liên hệ với nhau nhanh như điện sẹt chỉ có minh và bố mẹ anh là không một mảy may hay biết mà thôi mới đầu cả đôi đã tính tổ chức đám cưới ở quê xong thì đưa nhau vào Nam làm ăn. Nhưng với bộ óc tinh quái của mình, chính Thơm là người đã thay đổi quyết định. Đúng vào hôm Ả Định nói lời chia tay khi đi chơi với mình trên triển đê, thì vô tình Minh lại kể cho cô Ả nghe về số tiền bố mẹ mới bán đất để định xây nhà cho hai đứa. Thế là thay vì nói lời chia tay, con cáo bắt đầu lóe lên một ý nghĩ đen tối để lừa con cừu vào bẫy chỉ mới cách đây vài hôm thôi khi minh chính thức đồng ý với kế hoạch mà ả à vẽ ra thì thơm đã nói chuyện với khải trong lúc hai người đưa nhau đi chơi khải đột nhiên nghe thơm nói anh ơi hay là chúng mình vào nam đi em muốn đi theo anh vào trong ấy ôi thế thì còn gì bằng anh đang mong từng giờ từng phút đây nhưng các cụ đi xem ngày bảo tháng 8 chúng mình mới cưới được ứ chịu đâu em chán ở nhà lắm rồi anh mà không đưa em đi em đi một mình đấy ờ thế em định bảo anh à nhưng mà chờ cưới xong đã rồi chúng mình đi luôn được không em không chờ cưới lâu lắm bây giờ mới có tháng tư chờ tận 4 tháng nữa đến bao giờ anh mà không đưa em đi ngay là em đổi ý đấy em sẽ bảo bố mẹ trả trầu cao luôn hả không trả là trả thế nào anh thì còn muốn đưa em đi ngay bây giờ cũng được ấy chỉ sợ thiệt thòi cho em thôi mà chắc gì bố mẹ đã đồng ý. Sợ mình chưa cưới treo gì. Em bỏ đi theo anh, dân làng họ lại chửi cho ấy. Em không sợ thì ai sợ. Cho dù họ có đồn em bỏ đi theo trai thì cũng là theo anh. Chứ theo ai mà lo, em chả sợ. Và cuối cùng, bằng những lời mật ngọt chết ruồi của mình mà Thơm lại thuyết phục được Khải. Ngày lên đường sẽ do Thơm quyết định và cô ta còn cáo đến mức không cho Khải nói với bố mẹ về chuyến đi. Chỉ khi nào vào đến trong ấy thì mới được biên thư về. Ngày sáng hôm được Minh thông báo sẽ lấy tiền của bố mẹ đưa cho Thơm vào buổi tối thì ngay lập tức Thơm nói kế hoạch này với ông Hảo. Cô ta suy nghĩ chỉ có cách đi khỏi làng thì mới mở mày mở mặt ra được, không gì tốt hơn vì Khải đã có cơ sở ở trong Nam. Mới đầu nghe con gái nặng nặc đòi vào Nam với Khải, ông Hảo đã giận sôi máu mà rít lên mày ăn cơm hay ăn cứt vào mồm mà ngu thế hả con? Chỉ còn mấy tháng nữa thì tổ chức cưới. Mà mày bỏ đi thế này có khác gì theo trai? Rồi dân làng họ chửi cho nhục lắm. Hay là mày đã chót xài với thằng ấy rồi hả? Nói đi con nặc nô. Ông cứ bình tĩnh. Bé bé cái mồm thôi, kẻo con nó sợ. Nào, nói cho bố mẹ xem thế nào để biết đường mà tháo gỡ. Trời ơi, bố mẹ nghĩ con thế này mà có chửa trước á? Không đời nào đâu, bố nghe con nói này nhưng bố mẹ phải tuyệt đối giữ bí mật thì con mới nói chỉ cần bố mẹ nghe theo con thì nhà mình chỉ có lợi chứ không hề hấn gì nghe con gái úp úp mở mở thế ông hảo tò mò lắm chẳng biết nó lại bày ra cái trò gì nữa đây vậy mày nói đi thơm cẩn thận ra đóng cửa đầu còn ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai không rồi mới ngồi nhỏ to với bố mẹ về kế hoạch của mình Ông Hảo càng nghe càng không thể tưởng tượng được đứa con gái mới 20 tuổi đầu của mình lại có lá gan to như thế. Cứ tưởng ông sẽ nổi trận lôi đỉnh nhưng không. Khi thơm nói hết ông mới vỗ đùi đánh tét một cái rồi nói Giỏi, giỏi, con gái bố giỏi lắm Thế mới là con bố chứ Cứ như thế mà làm bố đồng ý Nhưng mày đã bàn với thằng Khải việc đi vào trong kia chưa Cái đó thì khó gì bố anh ấy đang say con như điếu đổ Thì con nói gì mà chẳng nghe Vậy thì phải làm ngay đi Tối nay nó đưa tiền cho mày Về đưa cho bố rồi hai đứa đi đâu thì đi Phải đi ngay trong đêm mới được Để ban ngày ban mặt lộ hết Rồi khéo lại sôi hỏng bỏng không Nãy giờ nghe hai bố con nói với nhau như vậy Thì bà tái mặt Lúc này mới lên tiếng Ông thế nào vậy Tôi là tôi không đồng ý đâu Làm thế là lừa đảo đấy Thất đức lắm ông biết không mà con kia nữa sao mày ác thế hả con không lấy nó thì thôi mày làm vậy có ngày trời chu đất diệt đấy con ơi bà không biết gì thì im cái mồm đi tôi không nói bà không nói cả nhà mình không nói thì ai mà biết chỉ có trời đất biết mà thôi nếu trời đất mà biết nói năng thì tôi với bà còn ngồi đây được à thời buổi khó khăn như thế này mà không biết chớp cơ hội thì chỉ có chết đói bố đồng ý với ý đồ của mày nhưng phải cẩn thận con ạ à. con bé này thế mà giỏi Vậy là một cái xấu lại có đồng minh, coi như sức mạnh được tăng lên gấp bội. Chịu khổ cho Minh và ông bà Thiết vẫn chẳng mảy may hay biết gì vì cái âm mưu động trời này. Quay lại thời điểm sáng hôm Minh không tìm được thơm, lòng anh đã nóng như lửa đốt rồi. Anh biết có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Cả ngày canh me, lượn vòng vòng quanh nhà thơm cả chục lượt mà chẳng thấy bóng cô đâu. Sẩm tối anh đánh bạo đi vào nhà lúc này ông bà hảo vừa ăn cơm xong ông ta đang ngồi uống nước thấy minh đi vào ông làm ra vẻ điềm nhiên như không và cứ tiếp tục xỉa răng cháu chào hai bác ạ à. đứa nào đấy dạ cháu minh đây bác cho cháu hỏi em thơm có nhà không ạ à? à hôm nay anh còn dám vác mặt vào nhà tôi nữa cơ à tôi chưa chửi anh cái tội dám quyến rũ con gái tôi trong khi nó đã có chồng chưa cưới là may cho anh lắm rồi vậy mà anh còn to gan dẫn xác đến thì cũng chỉ có anh là một bác nói gì cơ ạ à? thơm thơm có chồng sắp cưới sao cháu không nghe cô ấy nói thế này là thế nào hả bác ô hay anh này buồn cười nhỉ thế thì anh rửa tay lên mà nghe cho rõ nhé con thơm nhà tôi nó đã ăn hỏi rồi cả làng cả tổng này đều biết mà anh lại cứ như người trên trời rơi xuống hay từ ngoài hành tinh bay vào thôi chết rồi bây giờ thơm ở đâu hả bác Cháu cần gặp cô ấy Anh quên ngay ý định điên rồ đó đi Thơm nó đi lấy chồng rồi Không liên quan gì đến anh Thì tìm nó làm gì Hai anh tính không ăn được thì tìm cách phá cho hôi đấy Mình nhìn chết đứng Thế này nghĩa là anh đã bị lừa Thơm đã trắng trợn Lấy hết số tiền của anh và trốn đi rồi Vậy có chết anh không cơ chứ Cố vớt phát từ hy vọng mong manh Anh quay sang phía bà Hảo Hỏi yếu ớt Mong bác thương cháu Mách cho cháu biết hiện thơm đang ở đâu Cô ấy đang cầm một thứ rất quan trọng của cháu Cháu muốn lấy lại Bà Hảo có vẻ bối rối Và đưa mắt sang nhìn phía chồng Ông Hảo không nề hà gì nữa ngẩng mặt lên nói như quát Thôi anh về đi Tôi không biết chuyện của các người Mong là từ sau anh đừng vào nhà tôi nữa Còn thơm nó không ở đây nữa đâu mà tìm Thế nhá Nhưng bác ơi còn tiền tiền của cháu thơm đã cầm toàn bộ tiền của bố mẹ cháu. Tiền nào của anh, anh bị thần kinh hay ấm đầu đấy? Vớ va vớ vẩn, tự nhiên đến đây đòi tiền. Anh nói chó nó chẳng nghe được, thôi anh về đi. Cái này chúng tôi không biết đâu, về đi không người ta cười cho đấy." Bà Hảo lúc này mới lên tiếng. Bị cả hai vợ chồng ông Hảo đuổi, Minh thất thểu lê bước ra về, lòng anh ngổn ngang trăm mối. Bây giờ anh mới thấy thấm thía câu nói Bác Thang lên hỏi ông trời tiền mang cho gái có đòi được không? Lại thêm nỗi sợ vì sự việc nếu bị bố mẹ phát xác ra thì anh biết đâm đầu vào đâu. Trong khi ấy tại Sài Gòn, Thơm đang được Khải đưa đi chơi ở một số nơi. Cô ả à thích lắm bởi mới từ quê ra thành phố nên choáng ngợp với cuộc sống nơi phồn hoa đô hội. Lúc chuẩn bị đưa nhau ra bến xe, Khải đã hứa với Thơm sẽ đưa cô ta đến Sài Gòn một chuyến cho biết đây biết đó rồi mới về Đắk Lắc nơi Khải đang có một dãy cà phê. Vốn bản thân được nuông chiều từ nhỏ, chưa phải vất vả bao giờ, thành ra thơm lại ước ao có được cuộc sống nhàn hạ nơi thành phố. Tuy không nói ra nhưng ả ta luôn nung nấu trong đầu bằng mọi giá, phải ở Sài Gòn, chứ không phải là một nơi nào khác. Hai người chơi ở Sài Gòn một tuần thay vì ba ngày như đã định, khi lên xe để về Đắk Lắc, Thấy thơm vẫn tỏ vẻ tiếc nuối Khải nói Đi thôi em Khi nào có điều kiện anh sẽ đưa em xuống Sài Gòn chơi Đời còn dài mà Sao mình không ở Sài Gòn luôn đi anh Ở đây làm ăn cũng được Lên trên ấy rừng núi hoang vu Em sợ làm không nổi ấy Nhưng không có tiền thì không sống nổi ở đây đâu em Sài Gòn giá cả đắt đỏ lắm Rồi lấy tiền đâu mua nhà Chẳng lẽ suốt đời đi ở thuê Thơm phụng phịu nhưng ả à, vẫn không nói năng gì khải thì càng lúc càng mê thơm như điếu đổ nên không để ý đến sự thay đổi trong suy nghĩ của cô ta bốn tháng sau dậy đi em ơi lên dãy trông cà phê cho anh để anh còn muốn người hái nốt nữa không có người trông bọn trộm nó vào nó bê hết đấy ôi em mệt lắm mà trời vẫn sớm sao không để lúc nữa hãy đi hả anh đi hái sớm cho đỡ nắng chứ để muộn nắng lắm đi em thơm uể oải miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài nhưng bắt buộc phải dậy ả à, tức lắm trách mình là ngu tự dưng lại chui vô trốn khỉ ho cỏ gáy này làm gì không biết đúng là trước khi bỏ đi theo khải ả à vẫn không tưởng tượng ra tình huống này lúc đó ả à mê cái mác giàu có của khải mà không nghĩ rằng anh ta cũng phải nai lưng ra làm mửa mật ra mới có được những thứ mà ả à cho là hào nhoáng đó đối với ả à, cô ả à, ham ăn nhắc làm này thì không thứ gì đảm bảo ngoài tiền cả chỉ cần có tiền là sẽ có mọi thứ có tiền mới hạnh phúc được đối với ả làm gì có khái niệm một túp lều tranh hai trái tim vàng ở đây và cái gì đến ắt sẽ đến trong một đêm thức dậy khải tái mặt khi toàn bộ quần áo và tiền bạc hắn dành dụng bấy lâu đã bốc khói theo cô vợ hờ tên thơm từ bao giờ cho dù khải đã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng câu trả lời vẫn là một con số không tỏ tướng như người phát cuồng, hắn điên tiết đập phá mọi thứ xung quanh rồi gào lên. Một người đã từng buôn ba nhiều nơi như hắn, cuối cùng lại bị một con nhỏ nhà quê chưa từng bước chân ra khỏi lũy che làng, lừa cho một vố còn đau hơn hoạn. Sau khi đi hỏi hàn khắp nơi, nghi ngờ thơm có thể đến, Khải đều nhận được những cái lắc đầu không biết, thì hắn bắt đầu giận dữ mà hét lên. Chó chết, còn rời đánh, đừng để tao bắt được mày không ngờ mày lại dám lừa tao như đã từng lừa thằng nhà quê kia liệu mày trốn cho thật xa đừng để bố mày bắt gặp chỉ cần nhìn thấy mày ở đâu bố mày chém mày chết nhất thì đi tù mẹ bố còn điếm cay cú vì bị thơm lừa cho một bố quá đau À đã trốn đi cùng với một nửa số tiền mang theo khi lấy được của mình nửa còn lại à để lại cho bố mẹ bây giờ cả số tiền bán cà phê của khải cộng với số vốn hắn dành dụng được từ trước Vậy là cô ả à đã lận lưng một số tiền kha khá, chứ không phải chuyện đùa. Đấm mạnh tay vào cánh cửa đến dớm máu khải phóng xe đi như điên dại, đến nhà bà chủ mối cà phê. Chị ơi, chị có nhìn thấy thơm nó đi qua đây không? Không, chị không để ý. Thế vợ chồng lại giận nhau à? Khải chưa kịp đáp thì đứa con gái chị chủ đứng gần đó nói chen vào. Con nhìn thấy cô Thơm đi qua đây sớm lắm. Con chưa kịp hỏi thì cô ấy đã lên xe đi rồi khải nghe thấy con bé nói vậy thì tức mình chửi tục một câu rồi đập đổ cái xe máy lăn cành ra đường chị chủ mối nông sản hoảng hốt hỏi sao thế em có gì thì bình tĩnh em làm chị hoảng quá làm sao mà bình tĩnh được chị còn chó cái nó bảo em đi rồi hả sao lại vậy thế cô ấy không phải là vợ chú à nó là vợ em mà chưa chính thức mới ăn hỏi thôi chưa cưới nhưng nó cứ nặng nặc đòi em theo vào đây. Giờ thì bất cả chị lẫn trài rồi chị ơi. Nó cuỗm sạch tiền của em đi rồi. Đúng là em có mắt như mù mà. Chết thôi. Vậy thì chú phải gọi điện về quê đi. Nhờ người nhà canh me. Nếu nó ra đến nơi thì tóm ngay. Ôi, chị ngây thơ thế. Nó không ngu vậy đâu chị ơi. Nó là đứa ham ăn nhác làm. Toàn muốn thoát quê để đi. Nó không mỏ mặt về quê cho mình tóm đâu nói xong khải dựng xe lên rồi phóng thẳng may là hắn vẫn chưa phun ra chuyện thơm đã lừa cả anh người yêu hụt ở quê một số tiền lớn đấy chứ không thì hắn còn ê chề nhục nhã đến mức nào đúng là ác giả ác báo mà hắn không ngờ mình lại bị chính con khốn này lừa khải đi rồi để lại đằng sau gương mặt ngẩn ngơ và cái chết miệng cám cảnh của chị chủ mối chị này lẩm bẩm đời chó đến thế là cùng Thằng ấy mà cũng bị gái lừa thì bảo sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khổ rồi. Một diễn biến khác xảy ra với mình khi nhà lúc này mới bắt đầu to chuyện. Bố mẹ anh đã phát hiện ra số tiền bán đất tự dưng không cánh mà bay. Ông Thiết đang tính đi coi thầy để xem ngày tốt, rồi tính đến chuyện làm cái nhà rồi cưới vợ cho cậu út là coi như xong nghĩa vụ. Ấy thế mà, khi mò đến số tiền cất giữ thì chẳng thấy đâu. Số tiền đó ông đã cẩn thận nhét sâu trong hộc cái tủ thờ, vì nghĩ bố thằng trộm nào dám leo lên bàn thờ mà lấy. Nhưng cho dù ông có lục lọi kỹ lưỡng từng chỗ, lục tung cả mọi xó xỉnh xem chuột có tha lô đi đâu không, nhưng tuyệt nhiên mất hút. Hoảng quá ông gọi vợ. "Này bà Thiết, vào đây tôi bảo. Số tiền kia bà cất chỗ nào khác không?" "Tôi nào có cất, vẫn là ông cất từ bữa đó giờ, tôi có lần sờ gì vào đấy đâu." Thế thì mất hết rồi bà ơi Mất sạch rồi Bà Thiết nghe chồng nói thì tá hỏa tam tinh Chạy lên chỗ tủ thờ Lục tung lên nhưng cũng như ông Bà chỉ tìm được con số không tỏ tướng Thế này là thế nào Trộm nó vào từ bao giờ mà Cả nhà không ai biết Lúc này Minh mới lò dò đi vào Mặt mũi tái xanh tái xám Nhìn bố mẹ mà không nói ra hơi Ông Thiết thấy vậy thì cũng phần nào đoán ra sự việc liền lao đến túng lấy cổ áo thằng con trai mà hét lên. Có phải mày không? Mày lấy tiền của bố mẹ mang đi đâu hả? Bà thiết sợ quá run lẩy bẩy chạy đến gỡ tay chồng. Ông cứ từ từ đã, nghe con nó nói xem thế nào. Ông thiết bỏ tay ra, minh sụn xuống. Con xin lỗi bố mẹ, tại con mà ra, lỗi tại con. Mất hết rồi bố mẹ ơi. Thằng rời đánh, tao tưởng mày ngoan ngoãn, Ai rẻ mày theo đám bạn xấu đem tiền đi đánh bạc phải không? Rồi ơi là rồi, con ơi là con, mày giết tao đi. Sao mày dại dột thế hả con? Trời ơi là trời, mất hết rồi trời ơi. Cả cơ nghiệp thế là tan thành mây khói rồi. Ông Thiết không ghìm được, tức giận quá chạy vội xuống bếp. Vớ lấy cây đòn gánh cứ thế vụt tới tấp vào người thằng con trai. Mà ông từng kỳ vọng, xong ông giết lên. Mày là thằng mất dậy, Tao có dạy mày đi ăn trộm ăn cắp không Mà mày lại làm cái trò xấu xa này hả Thằng khốn kia 80.000 bạc chứ có phải ít đâu Thả mày giết tao đi còn hơn Bà Thiết giờ chỉ biết khóc thôi Chứ còn làm gì hơn Chửi chán con thì cũng chẳng giải quyết được gì Còn Minh từ đầu đến giờ Chỉ biết dơ mình ra chịu trận Không dám kêu than Anh biết bố mẹ thất vọng lắm Bởi chính anh cũng chẳng bao giờ ngờ được Người mà mình yêu hơn cả bản thân lại nỡ chơi anh một vố đau như thế. Thả cô ta cứ trả lời luôn từ đầu là đã yêu người khác thì anh cũng chỉ đau một lần thôi. Nhưng như thế thì lại tử tế quá. Nghĩ nát cả óc ra. Sâu chuỗi hết tất cả sự việc anh mới nhận ra rằng chính anh mới là con mồi mà cô ta nhắm đến. Chỉ trách mình quá ngây thơ và ngu ngốc nên mới đi dốc hết ruột gan cho hạng gái không ra gì. Minh quả là một người trung tình và trượng nghĩa anh đã chọn cách im lặng chứ tuyệt nhiên không dám nói thật cho bố mẹ biết về kẻ đã lừa anh trắng tay mất cả tình lẫn tiền bố mẹ thì cứ nghĩ là con trai dại dột đem tiền đi đánh bạc thua mất hai ngày nay nhà ông thiết ai cũng ủ rũ như đưa đám bà thiết tiếc của nên chẳng ăn uống gì rồi lăn đùng ra ốm mình ân hận lắm cho dù anh có van xin cỡ nào mẹ cũng không động lên một hột cơm bố thì có vẻ đỡ hơn ông anh và hai bà chị cũng đã được bố mẹ nhắn đến vậy là tối đó cả nhà họp gia đình thêm một lần nữa minh bị một cuộc tổng xỉ vả ông anh cả nói tao không ngờ hai mươi mấy tuổi đầu mà mày còn làm hại bố mẹ như thế thật là tức chết đi được mà thà là trộm ngoài nó lấy còn không tức đằng này lại là trộm nhà thế là mỗi người một câu nhưng rút cục cũng chẳng giúp được gì mình tự dưng lại thành kẻ tội đồ Chiều hôm sau, ông Thiết đi lân la hỏi thăm những thằng hay đánh bạc chạc tuổi con mình. Thì chẳng đứa nào nói gì về vụ thua bạc của Minh cả. Thằng Thông còn cứ khen Minh trước mặt ông. Nào là chẳng bao giờ la cả tụ tập bài bạc. Nào là tấm gương sáng của đám bạn trong làng. Nghe nó nói mà ông Thiết cứ chừng hửng, chẳng hiểu ngô khoai gì. Ông vỗ vai thằng Thông nói. Vừa rồi chúng mày đánh lớn lắm hả? Thằng nào thua thế? Úi bác ơi, chúng cháu làm gì có tiền mà đánh lớn, Toàn chơi cò con vớ vẩn thôi mà. Đánh lớn thì cơ mà đốt nhà. Mới thế này mà bố mẹ cháu đã dọa đuổi đi suốt rồi ấy. Đầu óc ông bỗng inh inh ong ong. Một ý nghĩ bỗng lé lên. Hay không phải nó thua bạc mà là... Thôi đúng rồi. Ông tấp tỉnh, bước thấp bước cao về nhà. Minh vẫn đi làm đồng chưa về. Nhà chỉ còn bà thiết. Vẫy bà vào nhà đóng cửa lại ông nói. Bà có thấy lạ không? Thằng này nó lừa cả nhà ta bà à. Chẳng phải nó thua bạc thua biết gì đâu Khéo bị gái nó lừa ấy Cái gì ai bảo ông không lẽ Ừ mà đúng Có thể lắm Thổi chết rồi Mà dạo này không thấy mặt cái thơm đâu cả Cũng chả thấy thằng Minh nhắc gì đến con bé ấy Bà đi gọi ngay nó về đây cho tôi Mau lên Thằng rời đánh thánh vật này Bà Thiết lại te tái chạy ra đồng gọi Minh về Khổ bà vừa mới dáng dậy ăn được tí cháo Chứ cứ nằm bẹp mãi cũng không phải là cách Thế mà lại nghe tin này thì sốc đến chết thôi và cuối cùng mình đã phải khai thật cho bố mẹ biết ông bà thiết lúc này như người bị ném từ trên cao xuống đất tối tăm mặt mũi khi nghe con kể hết sự tình ông anh và hai bà chị bị gọi sang nghe thế thì cay lắm họ không ngờ thằng em trai của mình lại dại gái đến vậy nhưng giờ sự thể đã như thế này không lẽ đem nó ra đánh chết ư không được Mày ngu quá con ơi Bác thang lên hỏi ông trời Mày đã nghe câu nói ấy chưa Mà vẫn mù màu Để cho con nặc nô ấy nó lừa hả Ông anh cả tiếp lời Thảo nào con làm mộc bên xã đó Nghe người ta xì xào là Hình như con này nó bỏ nhà theo trai rồi thì phải Mới đầu tưởng người ta đồn nhảm Ai ngờ là thật Nhà mình bị ăn phải quả lừa to quá Nhục thật bố mẹ ơi Nhục quá Giờ mất tiền lại không lo bằng việc nếu chuyện này mà lộ ra thì dân làng người ta ỉa vào mặt đấy. Áo gấm đi đêm, giờ có sang nhà nó bắt đền thì cũng chẳng có cớ gì. Mà để yên thì tiếc của đến chết mất. Bà chị gái nãy ngồi im giờ mới lên tiếng. Để con đi nghe ngóng xem thế nào. Hai mình cứ đến thẳng nhà nó mà hỏi cho ra lẽ bố mẹ. Không đời nào nó nhận đâu con ơi. Nó sẽ mở mắt vì tiền mà giấu nhẹm đi thôi. Huống chi lúc thằng Minh đưa tiền cho con thơm, có ai nhìn thấy đâu mà làm chứng Thôi đánh mất tiền ngu con ạ à. Cái nhục này tao nuốt không trôi Chỉ cần để cho con Nhìn thấy con mặt sạc kia một lần thôi Thì con sẽ tống cổ nó vào tủ Ông anh cả Đấm mạnh nắm tay xuống tấm phản Nói như hét Cả nhà trách minh chán chê Lại quay ra chửi con thơm Nhưng nào có giải quyết được gì Chỉ sôi hỏng bỏng không Năm ngày sau, cả làng ầm lên chuyện nhà ông Thiết bị mất trộm toàn bộ số tiền bán đất. Mọi người ai cũng tiếc rẻ bảo tiền để trong nhà là nguy rồi. Khác nào bảo với kẻ trộm là lại ông tôi ở bụi này. Chứ họ đâu có biết thực chất chính đứa con gái mà thằng con trai ông thiết yêu say đắm đã nẫng mất toàn bộ số tiền của họ. Thói đời nếu chuyện mất tiền mà nói ra sự thật này thì họ còn chịu thêm cái nhục tài liếp nữa. Nên thôi. Vẫn biết người làng họ đồn đại không đúng lắm nhưng thầy kệ. Chả ai buồn đứng chính làm chi. Còn Thơm, sau khi ôm chọn mớ tiền của Minh rồi thêm khải nữa, thì ả à, vu một mạch về Sài Gòn. Việc đầu tiên là ả à, thuê ngay một căn phòng trọ, rồi bắt đầu do hỏi lân la xem có việc gì nhẹ nhàng không. Mà trò đời đúng là khó đoán, một người ham chơi lười làm, lại thích ăn sung mặc sướng như Thơm, thì lại toàn gặp may. Ả à, xuống Sài Gòn một thời gian ngắn thì quen ngay được một tay ăn chơi con nhà giàu. Nhờ cái vẻ ngoài xinh xắn của mình, nhưng rồi cũng chỉ được một năm thì đường ai nấy đi. Sang năm thứ hai, ả à mới vô tình quen được ông Dĩ Thái. Khi đụng vào xe của ông, thì đời ả à mới bắt đầu lên hương. Lúc biết ông chính là giám đốc của một doanh nghiệp dày da thì ả à coi đó là vận may của mình và bám giết không rời. Sau nhiều lần ăn ở với ông Dĩ Thái thì cái kết chính là sự ra đời của Dĩ Khang, đứa con mà ả à coi như thần hộ mệnh của mình. Ả à sinh ra hình như chỉ để đi lừa đảo nên trong đầu lúc nào cũng đầy dẫy mưu mô, tất cả đều được ả hoạch định một cách rõ ràng và hoàn hảo. Ông trời thật bất công khi đem lại cho ả quá nhiều may mắn và những tiện ích. Trở lại thực tại, khi từ nhà ông Minh trở về, bà Thơm như ngồi trên đống lửa, bà không ngờ lại gặp ông Minh trong tình cảnh này, quyết bằng mọi giá không thể để cho Dĩ Khang lấy Phương Linh được, bà phải nghĩ kế để chia rẽ bằng được đôi tình nhân này chứ không thì bà sẽ ăn không ngon ngủ không yên mắt liên tiếp những ngày sau bà thơm tỏ rõ thái độ cấm cản không cho dĩ khang tiếp tục yêu phương linh nhưng anh không đồng ý anh đã hết lời van xin mẹ và nói rõ nếu không lấy được phương linh anh sẽ không yêu ai khác đã có những cuộc khẩu chiến diễn ra giữa hai mẹ con có một điều dĩ khang không thể tưởng tượng ra là bà thơm đã đến tận phòng trọ của phương linh để yêu cầu cô chấm dứt mối quan hệ yêu đương với con trai mình. Cuộc rẽ thúy chia loan được bà Thơm thực hiện một cách quyết liệt. Sau lần xuống Đồng Nai đầu tiên thì bà còn xuống đó hai ba lần nữa. Nhưng mấy lần sau thì bà toàn ngậm đắng nuốt cay. Bởi bà Thúy vợ ông Minh không để yên cho bà, muốn làm gì thì làm. Họ đã tống cổ bà ra khỏi nhà ngay khi bà định dùng những đồng tiền dơ bẩn nhằm hạ nhục họ cuối cùng sau nhiều lần tuyệt thực để phản đối mẹ, sĩ khang bỏ cả công ty định rủ phương linh trốn đi. đến nước này thì bà thơm chịu thua vì không muốn mất đi đứa con duy nhất của mình. về phía cha mẹ phương linh, tuy rất quý sĩ khang nhưng không hề muốn cho con gái mình phải làm dâu một bà mẹ chồng tai quái và bất chấp đạo lý như vậy, nên ông bà minh thúy cũng ra sức khuyên bảo, thậm chí là cấm cản con gái. Nhưng với tình yêu hết sức mãnh liệt của mình Sĩ Khang và Phương Linh đã quyết tâm đến với nhau bằng mọi giá Vợ chồng ông Minh lại hiếm muộn nên chỉ có mình Phương Linh là con Ngày đó sau cú sốc bị bà Thơm lừa cả tình lẫn tiền Ông Minh tưởng mình đã ngã gục Nhưng cuối cùng đúng là trời xanh cũng không phụ lòng người Một lần rất tình cờ ông đã gặp được người con gái nết na Trong đội đắp đê thủy lợi của huyện Và một đám cưới đơn sơ Nhưng ấm áp tình cảm đã diễn ra Bà Thúy là vợ ông từ ngày ấy. Khi đẻ Phương Linh xong, vài năm sau bà cũng có thai, nhưng không may lại trở ngoài dạ con, nên bà đã phải cắt tử cung và không thể sinh nở được nữa. Chính vì vậy Phương Linh là niềm hy vọng duy nhất của ông bà. Trong một lần xã có chỉ tiêu đi xây dựng vùng kinh tế mới ở một số tỉnh miền Nam, và ông bà cũng là một trong số hộ dân ra đi vào năm ấy, sau rất nhiều sóng gió và khó khăn từ phía bà thơm thì đám cưới của sĩ khang và phương linh cũng được tổ chức một đám cưới mà hai gia đình thông ra chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng và vợ chồng ông minh cũng chưa một lần bước chân lên nhà bà thơm đúng là oan ra ngõ hẹp cuối cùng bà thơm và ông minh lại gặp nhau trong một hoàn cảnh không biết nên nói thế nào bà thơm từ một kẻ tội đồ trong quá khứ kẻ đã lừa cả tình lẫn tiền của ông này mà nay lại trở thành thông gia thì làm sao mà có thể ngồi với nhau được tất cả cũng chỉ vì con mà thôi những tưởng bản thân đã gây ra những sai lầm to lớn như vậy thì bà thơm sẽ thay đổi và yêu thương con dâu hơn để phần nào chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra cho cha cô trước đó nhưng không bà thơm lại coi phương linh như một cái gai trước mắt và càng ngày càng kiếm cớ để chèn ép cô cuối cùng trời xanh cũng có mắt luật nhân quả không bỏ sót một ai có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi và bây giờ là lúc bà thơm phải nhận quả báo cho những việc làm thất nhân thất đức của mình trong quá khứ bà đã gây ra tội lỗi và làm khổ bao nhiêu người bây giờ khi một mình nằm liệt giường trong căn phòng với bốn bức tường bao quanh bà mới thấy cô đơn một cách đáng sợ bà biết có lẽ đây là lúc bà bị trừng phạt bà bỗng nhiên sợ tất cả những người thân quanh mình Trước đây bà luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, là người ngồi trên kẻ khác. Bà đã từng hãnh diện vì bản thân mình, đã làm được nhiều việc mà những người khác không thể làm. Cứ nghĩ rằng mình thành công, nhưng thực sự không phải vậy. Đến phút cuối bà lại ngã ngựa, bà đã gục ngã ngay tại chỗ mà không thể đứng lên. Bà đã thua rồi. Chiều hôm ấy, bà Thơm đã gọi Phương Linh vào và thú tội tất cả những lỗi lầm đã qua với cô. Phương Linh ngồi nghe bà nói mà im lặng không xen vào câu nào. Chỉ thi thoảng khuôn mặt cô lại thay đổi trạng thái. Đủ biết cô đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc. Đợi cho bà Thơm nói một mạch, Phương Linh mới hỏi lại một câu khiến bà Thơm đau điếng. Mẹ cho con hỏi, cây hũ cho cốt trong chùa Phụng Sơn là của ai? Trong đó đựng cái gì vậy? Tại sao mẹ lại lừa dối vợ chồng con trong khi Thảo Nguyên vẫn còn sống? Mẹ dối sư lừa Phật như vậy không sợ mang tội nặng sao? Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Bao ngày nằm trên giường bệnh, mẹ bị giản vặt và cắn rứt lương tâm lắm. Mẹ xin con. Điều mà Phương Linh hỏi cũng chính là điều bà Thơm luôn lo lắng canh cánh trong lòng vì sợ bị phát giác. Cuối cùng sự thật dù có bị ém nhẹm đến đâu thì cũng có ngày nó bị phanh phui ra ánh sáng. Ngày ấy để che mắt vợ chồng Phương Linh và nhất là để qua mặt được nhà chùa bà Thơm đã phải thuê bà thầy bói nọ tìm cho được một bình cốt giả để bỏ vào. Tiếc là cả bà và mụ thầy bói chết tiệt mở mắt vì tiền kia, đã bất chấp cả luân thưởng đạo lý mà lừa cả người sống, lẫn trốn thần Phật linh thiêng. Vì vốn dĩ cái bình cho cốt kia, chỉ là một bình cho cốt của một con chó mà thôi. Khi thuật lại hết những gì là tội lỗi, bà Thơm hướng đôi mắt tuyệt vọng về phía con dâu, chờ đợi sự phán xét của cô. Còn gì nữa không mẹ? Con muốn nghe một lần cho hết và cũng mong mẹ hãy nói thật, đừng che giấu điều gì nữa. Con thật sự mệt mỏi rồi. Còn, đó là chuyện mà đến bây giờ mẹ vẫn ái náy và dai dứt lương tâm. Chuyện về bố của con, đó là một câu chuyện dài, mẹ chính là người có tội, đến chết mẹ cũng không thể tha thứ cho mình. Rồi bà bắt đầu thuật lại câu chuyện mà mấy chục năm qua, bà đã chôn chặt cõi lòng Từng lời, từng lời bà thơm thốt ra như những nhát dao cứa vào cơ thể cô. Cô không ngờ sự thật bấy lâu nay bây giờ mới sáng tỏ. Trước khi chết, bố cô cũng đã nói cho cô biết chính xác con người của bà thơm, nhưng giờ tận tai nghe bà thú tội, cô mới thấy thật kinh tởm và căm thù người đàn bà này. Nếu như bà ta không phải là mẹ chồng cô, giá bà ta không phải là bà nội của những đứa con cô thì cô sẽ không thể để việc này trôi qua một cách dễ dàng cô không thể để cho bà ấy yên. Nhưng giờ đây bà Thơm đã như ngọn đèn leo lét trước gió, không biết sẽ tắt lúc nào, thì mọi căm hận trong cô lại tan biến đi. Đúng hơn cô giống như một quả bóng đã xỉ hơi, cô muốn buông bỏ tất cả. Hiện tại trong lòng cô chỉ còn động lại nỗi thất vọng không nguôi. Bà Thơm đã nói xong lời thú tội muộn màng của mình. Thấy con dâu vẫn ngồi im bất động, bà nắm lấy tay cô van lơn. Mẹ có tội rất lớn Nhất là với bố và ông bà nội con Mẹ ngàn lần xin lỗi Con có khinh thường mẹ không Lúc này Phương Linh mới nói Với bao nhiêu tội lỗi Mà mẹ tưởng chỉ có mấy câu xin lỗi đó là đủ ư Mẹ có biết rằng Bố con trước khi chết đã nói như thế nào không Bố con đã cực kỳ hối tiếc Khi đã có một thời gian yêu mẹ hơn cả bản thân mình Nhưng cũng may dĩ khang không hề giống mẹ Nên ít ra con cũng được an ủi Vì có người luôn yêu thương Và bảo vệ mình nhìn thẳng vào mặt bà thơm cô nói tiếp mẹ như một con ngựa bất kham một con cáo giả lọc lõi đã không từ mọi thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích kể cả vứt bỏ đứa cháu ruột của mình còn nữa mẹ đã cướp đi số tiền mà cả đời ông bà con gây dựng cướp hết cơ nghiệp của gia đình ba mẹ đã một tay che trời nhưng thôi con không muốn nói thêm nữa vì dẫu sao mẹ cũng đã nhận sai và thú tội dẫu có muộn mằn mẹ nghỉ đi Kiều Phương Linh, con không tha thứ cho mẹ sao, mẹ xin con. Con không đủ vị tha để có thể một sớm một chiều nói câu tha thứ cho mẹ, nhưng con cũng không trì cứu nữa. Nói xong Phương Linh bỏ ra ngoài, bà Thơm bất lực nhìn theo cô, nước mắt lăn dài. Ba ngày sau, bà Thơm có dấu hiệu trở nặng, bà liên tục mê sảng và luôn mồm xin tha tội. Có lẽ bà đã bị ám ảnh bởi những tội lỗi mà mình đã gây ra. Sang ngày thứ tư, tự nhiên bà Tỉnh táo hẳn, bà cho gọi vợ chồng Phương Linh vào, đưa cho Dĩ Khang một cái chìa khóa và bảo anh mở tủ. Khi cánh tủ mở ra, để lộ một ngăn riêng biệt được khóa kín. Dĩ Khang phải thao tác một lần nữa thì toàn bộ giấy tờ sổ sách được bà thơm cất kỹ bấy lâu mới lộ ra. Đưa mắt về phía hai người, bà thơm nói: "Đây là tất cả những gì mẹ gìn giữ trong bao nhiêu năm qua, cả tài sản và những thứ vốn không thuộc về mẹ. Mẹ biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Chỉ có một nguyện vọng duy nhất. Nhờ các con giúp bà già này có được không? Mẹ nói đi, mẹ cần chúng con làm gì? Tiếng sĩ Khang cất lên. Con hãy gọi điện cho ông ấy về, cả bà Thu Huệ nữa. Mẹ đã nợ bà ấy quá nhiều, mẹ muốn xin lỗi bà ấy và trả lại những thứ mẹ đã chiếm đoạt. Đoạn bà quay sang Phương Linh nói trong này có một cuốn sổ đỏ của căn biệt thự ở quận Bình Thạnh. Mẹ xin trả lại cho Phương Linh. Đây chính là căn biệt thự mà đúng ra bố đẻ con đã được hưởng. Mẹ biết giờ con nói gì cũng không được nữa rồi. Số tiền mẹ chiếm đoạt của ông ngày ấy tính ra lãi mẹ đẻ lãi con cũng trị giá bằng ngôi biệt thự này. Coi như mẹ đã mạn phép vay khi chưa được sự đồng ý. Này mẹ mong con hãy nhận lại nó và thay mẹ hương khói cho bố mẹ con trong ngôi nhà ấy. Coi như mẹ xin tạ tội một phần Được không con Phương Linh im lặng không nói gì Bà Thơm lại tiếp tục quay qua dĩ khang Còn số giấy tờ và tài sản Của công ty giải ra Hương Thịnh Con hãy trả lại bà Thu Huệ giúp mẹ Nói xong bà khó nhọc nhắm mắt Sĩ Khang và Phương Linh lui ra ngoài Bác sĩ Tư lại được mời đến Nhưng lần này anh yêu cầu gia đình Nên đưa bà Thơm đi viện Vì ở đó mới có đầy đủ Các phương tiện kỹ thuật hiện đại vì đợt này bà có vẻ nặng. Ba ngày sau, trên chuyến bay từ Canada về Tân Sơn Nhất, có hai ông bà đã luống tuổi mang hành lý đi ra. Có vẻ như họ đã xa nơi này lâu lắm rồi nên cảm thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt người đàn ông chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi. "Ba ơi, con ở đây." Đó chính là Dĩ Khang. Anh đã gọi điện cho ông Dĩ Thái biết về tình trạng của mẹ. Trong cuộc điện thoại đường dài đó anh cũng nói chuyện với bà Thu Huệ và nói cho bà biết nguyện vọng của mẹ muốn được gặp bà để nói lời xin lỗi vì bà Thơm cũng đã yếu lắm rồi. Đưa hai người về cất hành lý, sau đó anh chở ông bà đến bệnh viện thăm bà Thơm. Bà Thu Huệ cũng không thể ngờ cải tình địch đã từng làm cho gia đình bà điêu đứng, giờ lại ở trong tình trạng thập tử nhất sinh Nhìn bà Thơm đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh với hàng loạt các phương tiện máy móc đi kèm, bất giác bà thu hệ thở dài. Đời chẳng thể nói trước được điều gì, sống này chết mai, nhưng giá người đang nằm kia ý thức được những việc làm trước đây của mình thì cuộc sống của bà ta sẽ ý nghĩa hơn. Chiều hôm đó bà Thơm có vẻ tỉnh táo và muốn nói chuyện. Bác sĩ nói bà giờ giống như một ngọn đèn cạn dầu, nên gia đình hãy tranh thủ những giây phút như thế này để nói chuyện với bệnh nhân. Nhìn thấy ông Sĩ Thái và bà Thu Huệ đang đứng cạnh nhau, bà Thơm chợt nước mắt lan dài. Trong sâu thẳm tâm hồn bà thấy họ thực sự hạnh phúc. Họ mới chính là một đôi uyên ương hoàn hảo. Còn bà mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, kẻ tranh đoạt hạnh phúc của người khác. Bà ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng với bà Thu Huệ. Ông Sĩ Thái biết ý lùi ra. Hai người đàn bà ở hai đầu chiến tuyến ngồi nói chuyện một bên ung dung tự tại, một bên như một kẻ xa cơ. Sau một hồi giãi bầy tâm can, nói đúng hơn là chỉ có bà Thơm nói còn bà Huệ ngồi nghe, thì thoảng xen vào là những tiếng nức nghẹn ngào hối hận của bà Thơm. Có lẽ lần này bà nói thật, và đó là những lời gan ruột của một kẻ sắp chết. Sau khi thú tội và nhận hết sai lầm của mình, bà đưa cánh tay yếu ớt ra, nắm lấy tay bà Huệ, run run nói. Chị, hãy tha lỗi cho em em xin trả lại hết những thứ thuộc về chị những thứ mà trước đây em đã tìm mọi cách chiếm đoạt chỉ mong chị hãy mở lượng hải hà tha thứ cho em em mới ra đi thanh thản được đoạn bà lại nói tiếp em chỉ có một nguyện vọng khi em chết đi mong chị hãy thương em mà nhìn nhận sĩ khang chị hãy coi nó như một đứa con út của chị em tha thiết muốn sĩ khang sẽ có một gia đình hoàn chỉnh tuy em đi xa nhưng nó vẫn còn chị Vậy thì nó sẽ không tủi thân và cảm thấy cô đơn lạc lõng. Vẫn có đủ cha mẹ và các anh chị ruột. Hãy coi như đó là lời cầu xin cuối cùng của em mà đừng ghét bỏ nó. Em ngàn lần cảm ơn. Bà Thu Huệ lúc này mới lên tiếng. Cô nói nhiều rồi, nằm yên nghỉ ngơi đi. Tôi đã quên chuyện cũ lâu rồi. Vì con người tôi không muốn sân si. Nay cô đã có lời như thế tôi sẽ không hẹp hỏi mà từ chối. Huống chi dĩ khang là kẻ hậu sinh. Nó không có tội gì Thằng bé rất lương thiện Nó cũng là con của chồng tôi Là em của những đứa con tôi Tuy tôi không trực tiếp sinh ra nó Nhưng từ lâu tôi đã luôn có thiện cảm với thằng bé này Cô cứ yên tâm Được nghe những lời khẳng khái từ bà Thu Huệ Bà thơm nhẹ hẳn người Bà yên tâm vì mối lo Luôn đè nặng trong tim Này đã được cởi ra Tươi ngày nét mặt Bà mỉm cười quay sang bảo Huệ vậy là chị đã tha thứ cho em rồi phải không em là một kẻ tội đồ đã xen vào cuộc sống của chị xáo trộn gia đình chị em biết mình không đáng được chị tha thứ nhưng chị đã không nghĩ đến chuyện xưa mà về thăm em thế này là em có thể thanh thản ra đi được rồi em cảm ơn chị cô yên tâm tôi tha thứ cho cô tôi cũng không nghĩ là mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau trong tình cảnh này âu cũng là do ông trời sắp đặt cả cô ạ à đời có nhân quả và số phận tôi chỉ nói vậy thôi bây giờ tôi bảo ông sĩ Thái vào gặp cô nhé nhìn thấy người đàn ông đã một thời vì mình mà điêu đứng bà Thơm cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ lúc này mọi từ ngữ muốn nói với ông tự nhiên bay biến đầu mắt đối diện với ông bà câm nín như đứng trước vị quan tòa nghiêm minh ông Thái cất giọng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người bà thấy trong người thế nào em không còn sống được bao lâu nữa em có tội với chị và bọn trẻ có lỗi với anh thôi không nói chuyện này nữa mọi thứ cũng qua rồi cho nó qua đi chỉ có bấy nhiêu lời thôi rồi cả hai im lặng bà thơm biết vậy là hết trong lòng ông sĩ thái vốn sĩ từ lâu đã không còn có mình bà chỉ là một đoạn quá khứ của ông mà thôi khi chưa gặp ông bà cứ nghĩ ông vẫn còn tình cảm với bà sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau chứ không nghĩ rằng nó lại xa cách và nhạt nhẽo đến thế đúng bà đã làm khổ quá nhiều người bà là một người chỉ mang tai họa đến cho người khác và không ai chào đón bà một nỗi thất vọng bản thân trào dâng khiến bà cảm thấy đó mới là một sự trừng phạt vô cùng lớn đối với mình chẳng cần phải đau to búa lớn nhưng một con người mà suốt cả cuộc đời không có ích cho một ai thì chỉ là một vật thừa thãi bỏ đi mà thôi và bà chính là người như vậy Cả ngày hôm đó bà Thơm đã lần lượt gặp và nói chuyện hết với những người thân của mình Có lẽ đó được hiểu là những lời chăn chối của bà vậy Phương Linh cũng đã mở lòng vị tha Mà tha thứ cho bà mẹ chồng rạch rời rơi xuống này Nên bà có thể thanh thản ra đi Người cuối cùng bà muốn gặp không ai khác chính là Thảo Nguyên Cô cháu gái tội nghiệp của mình Thảo Nguyên đúng là một bông hoa thuần khiết và thánh thiện Cô bé không hề biết người đang nằm trên giường kia Chính là người đã vứt bỏ cô Đã chối bỏ cô chục năm về trước Được ba mẹ dặn trước là không được khóc Kẻo bà nội xúc động Nên cô bé tự dặn mình Phải thật can đảm để vào nói chuyện với bà Bóng dáng nhỏ bé của cô công chúa nhỏ vừa hiện ra Bà Thơm đã mở bừng mắt Nhìn thấy đôi chân tập tĩnh của Thảo Nguyên Bà ứa lệ Bà thấy bản thân mình thật đáng chết Và có tội rất lớn với đứa cháu gái này Thảo Nguyên ngồi xuống bên cạnh bà nội Tay cô bé run run nắm lấy tay bà Miệng khẽ gọi Bà nội là con đây Thảo Nguyên của bà đây Bà thương con lắm Bà có lỗi với con Không bà nội đừng nói vậy Bà mau khỏe để về với con Con nhớ bà lắm Bây giờ cho bà hỏi một câu nhé Con phải nói thật nha Thảo Nguyên nghe bà nội nói thế Thì cô bé mếu máu gật đầu Tâm hồn thơ ngây của nó rất sợ bà sẽ chết Nó nghe lời người lớn nói bà nội yếu lắm rồi Nhìn cả đống máy móc và dây chuyền bao quanh bà cơ mà Bà Thơm lại khó nhọc cất tiếng Bà có lỗi với con vì bà không tốt Bà đã chót làm việc xấu với con Con có tha thứ cho bà không? Có mà, con tha thứ Mà nội làm gì có tội đâu Bà nội là người tốt mà, phải không? Bà mau khỏe lại để về nhà với con, với mọi người Nhà mình bữa nay đông lắm nội Có cả ông nội nữa nè Bà vui lên Con chúc bà mau khỏi bệnh Bà không đủ can đảm để thú tội với đứa cháu bé bỏng Nó còn quá nhỏ để hiểu những điều này Bà không muốn làm tổn thương nó Bây giờ bà mới thấy con bé thật đáng yêu hơn bao giờ hết May mà trời vẫn còn thương để cho nó được sống Chứ ngày đó Thảo Nguyên mà có bề gì Thì bây giờ bà có đổi cả cái mạng già này cũng không được bà từ từ nhắm mắt tay bà vẫn nắm gọn đôi tay bé nhỏ của thảo nguyên bất giác bên tai bà một giọng nói rất nhỏ vang lên bà ơi đến lúc bà phải đi rồi cháu về đón bà đây nguyệt cát nguyệt cát đợi bà với đúng rồi đó chính là nguyệt cát đứa cháu yểu mệnh đã mất cách đây hai năm của bà giờ nó lại hiện ra đúng lúc này để đón bà đi chăng chấp chới đằng xa nguyệt cát đưa cánh tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy chiếc váy đỏ của cô bé bồng bềnh tung bay theo làn gió bà thấy nó đi trên một cây cầu bên dưới là một dòng sông có rất nhiều người đang chấp chới bên dưới hình như họ đang bơi lội à không họ bị chết đuối thì phải bên kia cầu nguyệt cát vẫn đưa tay lên vẫy bà cạnh đó bà thấy có một bà lão đang ngồi bên một cái nồi nghi ngút khói tay bà liên tục múc vào những chén canh rồi đưa cho từng người đi đến. Bà quan sát thấy những người đó đi rất chậm. Họ đi theo một hàng không ai nói với ai câu nào. Tất cả đều lặng im, đi đến phía bà lão kia. Họ chìa tay ra để đón lấy những chén canh rồi uống cạn. Khi uống xong những chén canh, họ được hai người mặt mày giữ tợn. Mỗi người đều cầm theo một cây giáo dài dẫn đi. Hai bên đường là hàng loạt những bụi hoa màu đỏ tươi như máu. Loài hoa không có lá chỉ có hoa tâm trí bà bấn loạn bà hoảng hốt khi nhận ra những hình ảnh trước mắt đó chính là loài hoa bỉ ngạn mà khi còn sống bà cứ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết có lẽ nào con sông bên dưới chính là sông vong xuyên và cây cầu này là cầu nại Hà còn bà lão kia là mạnh bà thôi Đúng rồi bà đang trên đường xuống tiệu phủ đây sao bước chân bà như cứng lại và không muốn bước tiếp nhưng những người sau đẩy vào lưng bà thúc giục. Bà đã đến gần lắm chỗ của mạnh bà. Bất giác bà ngoảnh mặt lại đằng sau. Tất cả như nhòa đi khi bà thấy rất nhiều người thân của mình đang ở bên cạnh. Lẽ nào bà đã chết? Và phía đằng sau khi bà quay đầu lại chính là dương gian. Nước mắt bà lã trã rơi. Bà nhớ lại mọi thứ. Bất chợt bà thấy yêu cuộc sống này biết bao. Bà quay đầu định bỏ chạy nhưng bước chân không cho bà bước lùi nó bắt bà phải tiến lên phía trước cuối cùng cũng đến lượt bà bà lão mạnh bà kia đưa cho bà một chén canh và gật đầu tỏ ý bà uống đây chính là chén canh để quên hay sao uống chén canh này vào bà sẽ đoạn tuyệt mọi quá khứ nơi trần gian để sống một cuộc đời khác trốn địa ngục bà không thể cự tuyệt mặc dù bà thấy nuối tiếc cuộc sống nơi trần thế Thấy bà vẫn chần chừ chưa chịu uống Mạnh bà mới cất tiếng nói Uống đi Người bắt buộc phải uống Nếu không người sẽ bị hất xuống dòng sông vong xuyên kia Những con cá sấu sẽ xé xác người đó Uống đi nào Vậy là bà cầm chén canh lên Và tu một mạch Bên kia nguyệt cát với bộ váy đỏ Vẫn đang vẫy gọi Bà vừa bước xuống cầu thì hai tên quỷ sứ Đã áp giải bà dẫn đi Lẽ nào bà phải vào chầu Diêm Vương và nghe người luận tội? Hai bên đường những đóa hoa bỉ ngạn vẫn đỏ chót như máu. Cảnh hoa vươn ra như đùa vui, chào đón những cư dân mới của nơi này. Bên kia cô bé Thảo Nguyên đang nói chuyện với bà nội, chợt thấy tay bà buông thõng, người giật lên mấy cái rồi im luôn. Đôi mắt bà thơm vẫn mở lớn, khiến con bé sợ hãi ôm lấy bà lay gọi. Bà ơi, bà làm sao thế? Sao bà không nói gì? Bà ơi, bà đừng làm cháu sợ. Nhưng cho dù cô bé có lại gọi kiểu gì thì bà Thơm vẫn nằm bất động. Nó sợ quá chạy vụt ra ngoài miệng mếu máu. Bà ơi mẹ ơi, bà nội bị làm sao ấy, sợ lắm. Nghe vậy tất cả đều không ai bảo ai chạy ao cả vào phòng. Vị bác sĩ gạt bớt người ra và chỉ để cho sĩ Khang và Phương Linh vào. Trước mặt họ chiếc máy đo nhịp tim đã chạy một đường dài. Bác sĩ lắc đầu buồn bã nói xin lỗi gia đình bà ấy đã không qua khỏi vậy là bà thơm đã chết khi đang nói chuyện với cháu gái mình bà thảo nguyên chính là người cuối cùng gặp mặt bà nội bà thơm được đưa về nhà để cử hành tang lễ khi còn sống bà không có nhiều bạn bè cũng có thể cách sống của bà khiến nhiều người không ưa nên lúc chết người đến viếng bà chủ yếu là bạn bè và đối tác làm ăn của vợ chồng sĩ khang phương linh mà thôi thế mới biết, để đánh giá một người không chỉ nhìn vào cách sống của họ mà còn nhìn vào đám tang khi họ chết, chỉ như vậy mới biết chính xác cuộc đời và cách đối nhân xử thế của người ấy khi còn sống như thế nào. Có lẽ bà Thơm cảm thấy thanh thản đi phần nhiều, bởi trước khi chết, những người mà bà từng gây ra tội lỗi đều đã buông bỏ và tha thứ cho bà. Nhưng cuối cùng thứ mà bà day dứt nhất, ân hận nhất, chính là đứa cháu gái mà bà đã từng vứt bỏ lại là người yêu thương bà vô điều kiện. Nó luôn miệng nói thay thứ cho bà và chính là người ở bên bà những giây phút cuối cùng trên giường bệnh. Sau khi lo tăng sự cho mẹ xong, Dĩ Khang cũng đã bàn giao toàn bộ tài sản và giấy tờ của công ty Hưng Thịnh cho bà Thu Huệ. Nhưng bà không nhận. Bà nại cớ rằng đã quen sống ở nước ngoài và không có ý định về Việt Nam, nên anh cứ giữ lấy. Dĩ Khang biết bà không còn màng đến vật chất, nhưng bản thân anh không cho phép mình được giữ lại thêm một lần nào nữa, thứ vốn không thuộc về mình. Anh muốn trả nó về đúng chủ của nó. Đúng ra những tài sản đó phải thuộc về chủ nhân của nó từ rất lâu rồi. Tại nghĩa trang nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, dưới ánh nắng hanh hao của buổi sáng mùa hè, có hai chiếc xe hơi dừng lại trước cổng nghĩa trang. Bước xuống là một đôi vợ chồng gần 70 tuổi. Đi bên cạnh hai ông bà là hai cô cậu rất dễ thương. Thằng anh tầm 13-14 tuổi, cô em chắc cũng hơn chục tuổi, rất xinh xắn. Nhìn hai đứa dắt tay nhau vào nghĩa trang, người ngoài cũng đoán được họ là một gia đình viên mãn, hạnh phúc. Xe bên kia là đôi vợ chồng trẻ, nhìn người chồng có dáng dấp của một doanh nhân, còn chị vợ mang một vẻ đẹp quý phái nền nã. Trên tay chị ôm một bó hoa to, Tất cả đi đến bên hai ngôi mộ phía trước Rồi dừng lại Trên tấm bìa mộ có đầy dòng chữ Phần mộ ông Nguyễn Văn Minh Một bên kia đầy tên bà Lê Thị Thúy Đặt bó hoa lên trên mộ Và đón lấy bó nhang sĩ khang đưa cho Phương Linh quỳ sụp xuống mộ cha mẹ khấn vái Nước mắt cô lan dài Khi nghĩ đến hai đấng sinh thành của mình Đã ra đi quá sớm Bên kia ông Sĩ Thái và bà Thu Huệ cũng không nén được xúc động khi nhìn vào di ảnh của người đã khuất. Bất giác ông đeo kiếng vào và nhìn xoáy vào bức ảnh của ông Minh rồi thốt lên. Trời ơi, là anh phải không anh Minh? Mấy chục năm rồi nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Tiếc là tôi đã về quá muộn. Cuộc đời bể dâu đã khiến chúng ta thất lạc bao nhiêu năm. Nhưng cuối cùng trái đất vẫn tròn để cho tôi gặp lại anh. Cảm ơn anh đã cho tôi đứa con dâu này, tôi rất ưng ý vợ chồng tôi sẽ yêu thương nó như chính con mình đẻ ra anh hãy yên tâm yên nghỉ nhé bà thu huệ đứng bên cạnh nghe ông sĩ thái nói mấy lời như vậy thì đoán rằng người nằm dưới kia chính là bạn của chồng mình tuy hai người đã lâu không gặp nhưng bà biết ông minh đã từng là một người bạn thân thiết của ông thái nước mắt bà cũng rưng rưng khi chứng kiến cuộc trùng phùng cảm động này chắp tay lên bà lầm rầm nói chuyện với bà thúy Tôi và chị tuy chưa một lần gặp mặt Nhưng tôi nghĩ chị là một người mẹ tốt Chị đã để lại cho chúng tôi Một đứa con dâu giàu tình cảm và lòng vị tha Phương Linh là con dâu út của chúng tôi Nó sẽ luôn nhận được tình yêu thương của mọi người Chị hãy mỉm cười nơi chín suối Và phù hộ cho các con nhé a di đà Phật Không thể ngờ rằng Trước đây ông Minh và ông Sĩ Thái Đã từng là đôi bạn thân Nhưng khi hai anh em ông Sĩ Thái Vào Nam lập nghiệp thì cả hai ông thất lạc nhau. Sau này khi Sĩ Khang và Phương Linh kết hôn, ông Sĩ Thái lại ở nước ngoài. Mãi bây giờ ông mới về Việt Nam, sau khi đoạn tuyệt quan hệ với bà Thơm. Quả là cuộc sống có quá nhiều bất ngờ và việc gì cũng có thể xảy ra. Sau khi mấy cha con bà cháu thắp nhang cho ông Minh Thúy, thì mọi người lần lượt kéo nhau ra xe, dành cho Phương Linh một không gian riêng để cô có thể chút nỗi lòng với cha mẹ. Khi chỉ còn lại một mình bên mộ, Phương Linh đốt thêm nhang rồi lầm rầm khấn vái. Bố mẹ ơi! Thế là sau bao nhiêu năm con cũng đã thay bố mẹ bắt kẻ tội đồ, phải thú nhận hết mọi tội lỗi của mình. Và giờ đây bà ta cũng đã trở thành người thiên cổ. Tuy rằng muộn mằn nhưng con mong bố mẹ hãy yên tâm an nghỉ và ngậm cười nơi chín suối. Và một ngày gần nhất con sẽ ra Bắc để thắp nhang cho ông bà nội Bố mẹ vui lên nha Con luôn nhớ hai người Thật tiếc cho ông bà Minh Thúy Khi con cái có cuộc sống viên mãn Thì ông bà lại không còn Để được chung vui niềm hạnh phúc đó Phương Linh thì cũng chưa báo đáp được cha mẹ Bởi căn bệnh ung thư quái ác Đã cướp đi sự sống của hai người quá sớm Đưa tay vuốt nhẹ lên hàng tên trên bia mộ Phương Linh khẽ dì dầm kể lại cho bố mẹ nghe những biến cố vừa xảy ra về người đàn bà với danh xưng mẹ chồng, một kẻ tội đồ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho mọi người trong quá khứ. Nhưng giờ đây bà ta đã phải xuống suối vàng, đền tội trước Diêm Vương. Ông cũng là cái giá phải trả cho một người đàn bà nanh nọc và bất chấp thủ đoạn. Một gọn gió thoảng qua, bên tai Phương Linh nghe như tiếng bố mẹ vỗ về. Bố mẹ sẽ luôn bên con, trồng cây sẽ có ngày hái quả, con hãy sống tốt với mọi người rồi dông tố sẽ qua. Bình yên sẽ đến. Vui lên con. Ba năm sau, Sĩ Khang và Phương Linh cùng Gia Bảo đang chuẩn bị đến nhà văn hóa thiếu nhi thành phố để dự buổi biểu diễn nghệ thuật của Thảo Nguyên. Hôm nay cả nhà ăn tối sớm, 6 giờ tất cả đã hoàn tất. Thảo Nguyên rạng rỡ trong bộ váy đầm rất đẹp. Cô bé càng lớn càng giống mẹ như đúc. Tuy bị tật ở chân Xong bù lại cô bé lại rất thông minh và bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Biết được khả năng này của con nên ngay từ lúc đón con bé về, vợ chồng Linh đã cho Thảo Nguyên học piano của một thầy dạy nhạc trên quận 1. Thành quả đạt được của Thảo Nguyên rất đáng ngưỡng mộ khi tham gia các cuộc thi, do hội âm nhạc hay những chương trình tìm kiếm tài năng tuổi thơ, cô bé đều giật giải. Hôm nay cũng là một buổi biểu diễn như vậy cầm sẵn một bó hoa thật đẹp lên để tặng con. Ở dưới ghế khán giả Phương Linh và Dĩ Khang, luôn mong ngóng tiết mục của con gái. Và cuối cùng sự chờ đợi cũng được đền đáp. Thảo Nguyên xinh xắn bên phím đàn. Nhạc vừa tấu lên, mọi người trong thính phòng đều im lặng lắng nghe. Những giải điệu sâu lắng âm vang của bài bụi phấn cứ len lỏi đi sâu vào lòng người trong thời điểm mùa hè đang đến, khiến cho những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường cũng cảm thấy rưng rưng. Bản nhạc đầu tiên kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rạt của mọi người. Đến phần thi nhạc giao hưởng, cô bé chơi rất hay bản hồ thiên Nga. Nhìn con gái như hòa mình vào thế giới âm nhạc, Phương Linh cảm động đến rơi lệ. Không ai nghĩ rằng một cô bé đã từng phải sống trong cô nhi viện, phải trải qua những ngày tháng thiếu vắng tình thương của cha mẹ, lại bị tật nguyền mà giỏi như vậy. Đến phần trao giải khi cái tên Thảo Nguyên được sướng lên. Phương Linh lại bật khóc, hai vợ chồng cô đã cùng con lên nhận giải. Một đêm thật đặc biệt, bởi hôm đó Thảo Nguyên được nhận rất nhiều hoa. Điều bất ngờ nhất là các sơ trong cô nhi viện cũng đến cổ vũ cho em. Thảo Nguyên như lọt thỏm giữa rừng người hâm mộ và những lời chúc mừng. Em như bay bổng trong không gian chuyện cổ tích mà mình chính là một nàng tiên. Một năm sau, trong một ngôi biệt thự sang trọng tiếng trẻ con oe oe cất lên như đánh thức cả không gian bừng sáng tiếng chị ba nựng nịu ôi thương nguyệt cát quá nè chị thảo nguyên đâu rồi xuống chơi với em nào dạ con xuống ngay đây mà mẹ con đâu rồi bác mẹ con vừa đi ra siêu thị một chút lát về trong nôi một bé gái xinh xắn tăng tét miệng cười nhìn cô bé giống y thảo nguyên đó chính là thiên thần nhỏ của cả nhà cô bé cũng được 3 tháng rồi. Thảo Nguyên bế em lên tặc lưỡi nói chuyện. Bé cưng của chị à, em phải ngoan và hay ăn trong lớn nha. Nhớ là không được quậy ba mẹ đó, chị sắp phải xa nhà rồi, nhớ nguyệt cát lắm đấy. Không biết bé có hiểu được những gì chị nói hay không, nhưng cái miệng xinh xắn của em bé lại toe tét cười. Có lẽ đó chính là một cơ duyên, bởi vợ chồng Sĩ Khang từ khi đón được con gái Thảo Nguyên về thì không có ý định sinh thêm con nữa. Hai người thầm nhủ sẽ dồn toàn lực để lo cho hai con. Nhưng đêm đó, Phương Linh đã gặp một giấc mơ mà đến mãi về sau này cô cũng không thể quên được. "Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây." Một tiếng gọi thân thương mà chỉ cần thoáng nghe, Phương Linh cũng nhận ra đó là ai. Nguyệt Cát, con gái của mẹ. "Con về thăm mẹ đây ư? Mẹ nhớ con lắm." sao lâu rồi con không về với mẹ con cũng nhớ ba mẹ và em thảo nguyên lắm tới đây con sẽ về với ba mẹ luôn mẹ có mừng không ôi cô đang nghe thấy gì thế này con gái cô sẽ về bên cô thật sao mừng quá phương linh choàng tay ôm lấy nguyệt cát nói trong nước mắt mẹ luôn mong con trở về con hãy về với ba mẹ đi đừng đùa mẹ nữa lần này con mà bỏ đi mẹ chết mất thời gian qua con giúp việc cho mạnh bà Giờ đã hết thời hạn, người muốn con đi đầu thai, con sẽ về làm con của mẹ lần nữa nhé. Con sẽ lại là nguyệt cát của mẹ. Mẹ hãy gọi con bằng cái tên ấy nha. Nhưng lần này con sẽ làm em của Thảo Nguyên. Thật nhé, con sẽ trở về với mẹ nha. À con ở dưới đó có gặp bà nội không? Bà nội còn đang phải chịu hình phạt không về được đâu mẹ. Bà còn phải trả nốt những gì mà bà đã gây ra trên dương thế. Một chút gì ngẹn ngào khi nghĩ đến mẹ chồng, nhưng cô lại bị cuốn ngay đi với những câu chuyện của con gái. Hai mẹ con cứ trò chuyện như thế cho đến khi có tiếng chó nhà ai sủa dồn. Nguyệt Cát nắm lấy tay mẹ nói nhanh. Con phải đi rồi, từ giờ con sẽ không về gặp mẹ nữa. Mẹ nhớ nhé, con sẽ về. Mẹ nhớ đặt tên con là Nguyệt Cát nhé. Nói xong, cô bé tan biến đi như chưa từng xuất hiện. Phương Linh tiếc nuối gọi con nhưng tiếng của cô chìm vào hư không mà đêm vẫn yên lặng bao trùm trên khuôn mặt đẹp của người mẹ chảy dài những dòng lệ yêu thương hình ảnh Nguyệt Cát lại một lần nữa in đậm trong tâm trí cô Phương Linh ngủ vùi trong giấc mơ ngọt ngào khi gặp lại con gái cho đến khi tiếng sĩ khang cất lên Phương Linh em làm sao vậy em mệt hả Trang tỉnh sau cái lay vai của chồng Phương Linh mở mắt thẳng thốt. Anh ơi, con đâu rồi? Con đâu? Gia Bảo thì đi học thêm rồi. Còn Thảo Nguyên anh vừa chở con đến nhà thiếu nhi thành phố. Nghe chồng nói vậy, Phương Linh lặng im. Một hồi sau không dừng được, cô liền kể cho chồng nghe giấc mơ vừa trải qua của mình. Sĩ Khang cầm tay vợ áp lên má nói. Có lẽ con nó muốn về với chúng ta, chắc là cơ duyên đó em. Vợ chồng mình cùng chờ nhé và quả đúng như lời báo mộng của Nguyệt Cát. Hai tháng sau, Phương Linh vui mừng báo tin cho chồng cô đã có thai. Nhìn thấy cái que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ, Sĩ Khang vui sướng bế bổng vợ lên, khiến Phương Linh phải ré lên vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Lần có thai này Phương Linh rất khỏe, em bé trong bụng cũng phát triển tốt. Hai vợ chồng cô đang đếm từng ngày, chờ mong giây phút con gái chào đời. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều hy vọng phép màu sẽ đến để Nguyệt Cát trở về với họ thêm một lần nữa. 9 tháng sau, Phương Linh trở dạ và sinh một bé gái nặng 3,5kg. Cả nhà hòa lên vui sướng và hạnh phúc. Sĩ Khang đã làm đúng như lời con gái, nên anh đặt tên cho con là Nguyệt Cát. Với anh và Phương Linh thì Nguyệt Cát đã hồi sinh. Một điều thú vị nữa là em bé càng lớn, càng có nhiều đặc điểm giống Nguyệt Cát khi xưa. Từ thói quen cầm mọi thứ bằng tay trái cho đến cái liếc nhìn của cô bé cũng y chang như vậy. Không thể ngờ rằng giữa cuộc sống hiện đại, một thế giới tâm linh luôn song song tồn tại bên cạnh chúng ta. Hôm nay, ai cũng vui vì ông bà Dĩ Thái và vợ chồng Dĩ Tuấn cũng trở về Việt Nam. Vợ chồng Dĩ Hùng thì sau này bà thơm chết, đã về tiếp quản lại công ty hưng thịnh nên anh và Dĩ Khang vẫn qua lại thường xuyên. Sau bao nhiêu biến cố thì với tấm lòng vị tha và tình cảm của mình, bà Thu Huệ đã phân tích cho các con nghe về những gì nên quên và thứ cần gìn giữ. Các con của bà đều là người có học và cũng trọng tình cảm như bà. Vì vậy họ đã bỏ qua mọi lỗi lầm của bà Thơm mà giang tay đón đứa em cùng cha khác mẹ này. Chỉ có Thu Nguyệt là mới sinh em bé nên không về được. Nhìn thấy giây phút trùng phùng khi đại gia đình cùng chụp chung một bức hình. Sĩ Khang thấy hạnh phúc quá, đôi mắt anh dưng dưng khi nghĩ đến mẹ, một chút tiếc nuối cho bà nhưng ý nghĩ ấy cũng vụt trôi qua. Giờ đây anh đã có cả một gia đình lớn với đầy đủ các thành viên, các con của ông Sĩ Thái cũng rất quý Sĩ Khang vì thấy anh sống tình cảm khiêm nhường và biết trước biết sau. Phương Linh lại là một cô em dâu biết ăn ở và khéo léo nên mấy chị em dâu hay chuyện trò tám chuyện với nhau trên Facebook lắm lần này vợ chồng ông sĩ thái về việt nam ngoài việc thăm các con còn một việc nữa là ông muốn đón thảo nguyên sang bên đó du học cô bé rất có khiếu nên đã đạt được học bổng của một ngôi trường bên đó ông bà muốn giúp cô cháu gái phát triển tài năng âm nhạc và cũng muốn nhờ phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến của canada xem có chữa trị được chân của cô bé không vợ chồng sĩ khang mới đầu không muốn cho thảo nguyên đi xa vì sợ con không có ba mẹ hỗ trợ sẽ vất vả. Nhưng nhìn thấy sự say mê và ước mơ cháy bỏng của cô bé thì anh chị biết muốn tương lai của con phát triển thì không thể cứ giữ con bên mình mãi được. Sau khi hỏi ý kiến con bé, hai người quyết định đồng ý gửi con cho ông bà. Hôm nay Phương Linh mở một bữa tiệc liên hoan cho Thảo Nguyên để mai cô bé chia tay ba mẹ sang Canada với ông bà. Trời bỗng chợt đổ mưa, cơn mưa ảo ảo chút xuống thật tự nhiên, giống như tính chất tự nhiên của người miền Nam vậy. Cả nhà đang bị dị nói đủ thứ chuyện về tương lai, thì một tiếng đàn du dương cất lên, tiếng dương cầm vang lên, át cả tiếng mưa rơi, khiến cả nhà đều đắm chìm trong điệu nhạc. Bản tạm biệt mùa hè được Thảo Nguyên trình bày một cách tự nhiên Làm mọi người lại say sưa thảo hồn vào âm thanh của tiếng nhạc Bé Nguyệt Cát lúc này đã 3 tuổi cũng đi đến níu lấy tay Thảo Nguyên miệng liến thoáng. Cát không cho chị ba đi đâu. Chị phải ở nhà dạy đàn cho Cát chứ. Bà Thu Huệ chạy đến ôm lấy Nguyệt Cát thơm vào má cô bé nói. Ôi, bà thương cháu yêu của bà tí nào. Nguyệt Cát ngoan cho chị đi học nhé. Khi nào chị nghỉ hè, bà đón con sang chơi với chị nha. Lúc đấy cô bé mê ngoan ngoãn xả vào lòng bà. Phương Linh cảm động đến ứa nước mắt Trời đúng là không lấy hết của ai thứ gì. Trước đây bà Thơm đã làm cô điêu đứng và khiến cô đau khổ mà phát điên. Nhưng nay trời lại ban tặng cho cô cả một gia đình lớn viên mãn. Bà Thu Huệ tuy không đẻ ra dĩ khang nhưng lại thương vợ chồng cô như con đẻ. Các anh chị chồng cũng vậy. Họ không hề phân biệt mà toàn dành cho vợ chồng cô những gì tốt đẹp nhất của một thành viên trong gia đình. 9 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất một gia đình chia tay nhau bệnh diễn không rời họ cứ hết ôm nhau rồi lại buông ra cứ thế mà chưa ai chịu vào phòng cách ly mặc dù thủ tục check in đã xong xuôi cũng không ai chịu ra về mãi khi có tiếng la vang lên mọi người mới lưu luyến chia tay ở sảnh chờ tại ga quốc tế hôm ấy những người đi tiễn thân nhân khi đó đều chú ý đến họ nhất là một cô bé xinh như thiên thần không ai để ý đến đôi chân bị dị tật của cô nhỏ cho đến khi cô bước đi. Những bước chân tập tĩnh như một nút trầm trên khuôn nhạc. Nhưng trên khuôn mặt cô bé là một nét cứng cỏi dạng người. Cô đã cố nén để không phải bật khóc khi nhìn mẹ. Người đã dành cả một khoảng thời gian thật dài để đem đến cho cô bé một gia đình yên bình hạnh phúc. Quay lại thật nhanh, Thảo Nguyên ôm mẹ thật chặt. Sau đó là ba và anh hai gia bảo cuối cùng là Nguyệt Cát. Cô bé bế bổng em lên và lý lắc cú nhẹ vào nách em một cái khiến Nguyệt Cát nhột quá mà cười lên như nắc nẻ. Không gian trùng xuống hồi nãy lại được làm rộ lên bởi tiếng cười trẻ thơ. Phương Linh ôm con một lần nữa rồi mới đẩy Thảo Nguyên lên phía trước miệng cười mà hai hàng lệ thánh thoát rơi. Đi đi con, sáng học thật giỏi nhé. Mùa hè năm sau ba mẹ và anh ra bảo em Nguyệt Cát sẽ sang thăm con. Cố lên, con gái yêu của mẹ. Thảo Nguyên bước đi, khuôn mặt vẫn ngoái lại và đôi tay đưa lên vẫy vẫy. Bóng em xa dần và khuất dạng sau dãy phòng cách ly. Mãi đến một lúc lâu sau cả nhà mới ra về. Trên đường Sĩ Khang và Phương Linh yên lặng. Cả hai không nói nhưng mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ chung. Đó là họ đều mong cho Thảo Nguyên, đứa con bé bỏng của mình được may mắn và thành công nơi xứ người. Hơn lúc nào hết, họ thầm ước ao cho thời gian qua mau, để nhanh đến ngày gặp lại con gái. Thế là cuối cùng họ lại phải xa thảo nguyên, con bé chỉ được ở với ba mẹ đúng 4 năm, rồi lại phải rời vòng tay mẹ để bước vào một cuộc sống mới, một môi trường mới. Bất giác sĩ Khang nắm lấy tay Phương Linh, như muốn tiếp thêm cho cô niềm tin. Trước mặt họ, trên nền trời xanh biếc, chiếc máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airline vừa vút qua. Không ai bảo ai, mà cùng ngước lên nhìn, tiếng nói của Nguyệt Cát lại trong trẻo cất lên. Chị Thảo Nguyên kìa mẹ. Trên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp chợt thoáng một nét buồn man mác. Một lần nữa cô lại phải xa con. Nhưng lần này là để đưa con đến một chân trời mơ ước. Chứ không phải như lần trước. Cô đã nếm đủ mùi đau khổ rồi. Bây giờ là lúc cô mỉm cười hạnh phúc và chờ mong tới ngày mình được ăn trái ngọt dừng xe trước cổng nhà cho hai con bước xuống đợi chúng chạy vào nhà. Sĩ Khang từ từ hôn nhẹ lên má vợ và thầm thì. Vui lên em nhé, anh sẽ luôn ở bên em, trai chở cho em và các con. Bình yên sẽ ngự trị mãi mãi trong ngôi nhà của chúng ta. Phương Linh hạnh phúc nép vào vai chồng, hai người sánh bước bên nhau, để lại sau lưng cả khoảng trời yên ả. các bạn thân mến các bạn vừa ngay xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên ký ức đau thương của tác giả việt nga để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh mc thanh mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại